Em nó nhảy lên bạn ơi, em nó nhảy lên đâm cạch 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 chứ. Vô 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 được một em ở phía dưới còn nữa không? Ồ, quá cá bạn ơi. Chủ cá xuống ngay. Đồng bó chánh. Cá nhóc chân bạn ơi. Quá cá, bắt được mấy con quá. Một em. Này chắc bắt được hai em. Cá nhiều chắc bắt được hai em quá bạn ơi. Một chùm cá luôn. Hai em. Ba em. Bốn em. Rồi. Chài đầu tiên bạn. Chài đầu tiên mười mấy em nhưng mà bắt được bốn em thôi bạn ơi. Đó. Bốn em cá rô phi nha. Kìa còn cái à. Hai con đó, thả nó. Xin chào cả nhà nha. Gặp đồng nghiệp rồi bạn ơi, gặp đồng nghiệp trên kia xách chài xuống nữa kìa. Đó. Anh sớm đi đó gặp đồng nghiệp đó. Rồi chào mừng các bạn trở lại kênh Kim Anh Vlog 67 nha. Xin chào cả nhà nghe cả nhà. Hôm nay cũng chạy cống nhưng mà trở lại cống cũ bạn ơi. Cái này dịch bệnh mình không dám đi xa các bạn ơi. Corona trời quá đẹp luôn, tròn vo luôn bạn ơi. Cái này dịch bệnh quá bạn, mấy bạn ơi đi vòng vòng mấy cống này không bạn ơi. Mình không có dám đi xa nữa. Nhau đâm chém nhau em gu vào gù vậy rồi được con à. Trời đẹp quá mà bạn, trời đẹp quá mà không có cá bạn. Được có con em à. Chứ là đẹp đẹp kiếm con cá to coi. Đâm bạc kìa. Rồi. Cá ni ná, cá ni nhí không? Được không? Con cái gì vậy? Cái gì vậy?
Được, cũng được, con cá rô phi bạn ơi. Con cá rô phi to to à. Thấy em gù tưởng nó không có. Cũng được, con cá rô phi to to bạn ơi. Cá này ốm đuối. Mới đẻ. Vô. Được một em bạn. Còn nhiều cá nhỏ nhỏ không à.